các bạn đã đến với kênh YouTube của Ngọc Nga Lê, Cuộc Sống Canada. Nói trước là Nga không có chuẩn bị gọi là bài vở mà viết nháp nội dung như thế nào hết đó. Cái này là Nga nói thực tế từ kinh nghiệm của Nga. Thì hôm nay Nga sẽ chia sẻ cho các bạn là cái cách kiếm tiền bằng cái nghề gọi là clean up, lau chùi dọn dẹp nhà. Trong đó mình có thể là lau chùi dọn dẹp nhà mới, lau chùi dọn dẹp nhà cũ, có thể là những cái nhà gọi là rental house, những cái nhà Airbnb, hoặc là những cái nhà khi mà người ta đang ở. Mình tới clean up, nói chung là Nga clean up tất cả trừ những cái commercial building, tại vì những cái commercial building đó thường á mình sẽ clean up vào buổi tối, mà Nga không có làm cái vấn đề đó. Nga chuyên về residential houses hơn. Thì người ta có câu đó là thà cho vàng còn hơn dẫn đàn đi buôn, nhưng mà đối với Nga đó, Nga thật sự là trong lòng Nga rất là lâu rồi nói là sẽ tranh thủ thời gian để mà chia sẻ cái công việc này với các bạn, đặc biệt là những bạn, cách nhất là những bạn mới định cư. Xin phép cho Nga gọi chung là các bạn nha, tại vì chắc chắn là các khán giả mà xem kênh YouTube Ngọc Nga Lê, Cuộc Sống Canada của Nga đó sẽ có những người lớn tuổi hơn Nga, hoặc là những người nhỏ tuổi hơn Nga, thành ra hoặc là người bằng tuổi Nga, nên Nga gọi chung là bạn đi cho mình dễ xưng hô và cái ngôn từ mình ngắn gọn lại ha. Thì Nga tiếp tục. Như Nga nói đó là những bạn mà mới định cư Canada, hoặc là những người có thể là kiếm thêm thu nhập, thì như Nga nói, người ta nói là thà cho vàng còn hơn dẫn đàn đi buôn. Nga không quan niệm điều đó, tại vì trong bất kỳ một cái việc kinh doanh nào cũng vậy. Nếu như chúng ta chỉ nghĩ đó là một cái công việc kiếm tiền một cách đơn thuần thì nó dễ lắm, còn nếu như các bạn xem đó là một cái việc kinh doanh, một cái business của mình thì nó không đơn giản tí nào. Bởi vì để xem đó là một cái business, một công việc kinh doanh của mình có nghĩa là mình sống nhờ vào cái nguồn thu nhập đó, và để sống nhờ vào cái nguồn thu nhập đó mình phải xây dựng rất là nhiều cái hình ảnh công ty, uy tín, chất lượng trong công việc của mình đối với khách hàng, thì từ đó mình mới có nhiều khách hàng. Mình có nhiều khách hàng thì chắc chắn mình sẽ có nhiều nguồn thu nhập, mình có thêm nhiều lợi nhuận. Còn nếu như mà các bạn gọi là kiếm thêm á, thì nó đơn giản lắm. Chính vì thế Nga không ngại để mà chia sẻ coi như là từ A tới Z cho các bạn về cái công việc này. Tại sao Nga có cái sự tự tin riêng của Nga? Đối với Nga, Nga chia sẻ những gì Nga biết, Nga chia sẻ hết với các bạn trong cái video clip này. Nga sẽ chia sẻ cho các bạn là những công cụ, dụng cụ nào các bạn cần để clean up, và khi clean up nhà các bạn sẽ clean up như thế nào, clean up ra làm sao, những điều cần lưu ý như thế nào. Và trong đó Nga sẽ lưu ý, đây là cái căn nhà Nga đến là căn nhà mới. Thì rất tiếc như thế này, nếu như mà thật sự Nga quá lu bu đi, nếu như mà Nga mà có thời gian đó, Nga sẽ quay video clip này ngay tại căn nhà gọi là chưa clean up gì hết, rất là dơ. Nhưng căn nhà này Nga đã clean up một lần rồi. Hôm nay sau khi người ta tết chấp, khách hàng tết chấp xong, coi như là nhà hoàn thiện, chỉ dời vô ở thôi, chỉ cần clean up lại bụi bặm do người ta vô làm thêm, tết chấp thêm. Nga phải vacuum hút bụi cái sàn, lau cái sàn sạch sẽ cho người ta dọn vô. Đó, chính vì thế là có một sự khác biệt, nhưng mà anyway Nga sẽ cố gắng hết sức để diễn tả cho các bạn là căn nhà nếu như mà chưa bao giờ clean up nó sẽ dơ như thế nào và mình sẽ bắt đầu từ đâu ha. Thì về công việc này á, thật sự đối với Nga đó, nó khó là không khó, nó dễ là không dễ. Tại sao? Giống như là Nga nghĩ là ai cũng có thể là biết là dọn dẹp nhà mình, nói chung á là dọn dẹp nhà mình như thế nào, nhưng ngay cả bạn dọn dẹp nhà của các bạn chắc chắn có những chi tiết một xíu Nga sẽ chia sẻ là các bạn sẽ không để ý tới. Mà đối với Nga, đây là cái công việc của Nga, cái nghề của Nga rồi. Nga biết khi mà clean up để mà làm sao cho một cái căn nhà sạch. Sau khi mà Nga clean up xong, các bạn vào một ngôi nhà của các bạn thì các bạn cảm thấy căn nhà rất là tươi mới, không còn cái mùi bụi bặm gì hết. Đó là lý do tại sao, bởi vì có những chỗ mà chúng ta không nghĩ tới nhưng mà bụi nó nằm ở trên đó, và điều đó nó ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Chính vì thế Nga nói ngay cả căn nhà của các bạn cũng vậy. Nga bị bệnh nghề nghiệp nè, nhà Nga năm nào, một lần Nga phải gọi là Deep Clean. Deep Clean có nghĩa là Nga lau từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, thậm chí những bức tường Nga cũng lau, và lau cụ thể như thế nào Nga sẽ chia sẻ sau. Khi Nga nói chia sẻ với các bạn của Nga đó là Nga có ý định làm một cái video này để mà hướng dẫn cho các bạn cái cách kiếm tiền, thì một số bạn bè của Nga bảo là người ta vẫn Nga lặp lại cái câu là bạn Nga nói là thà cho vàng còn hơn dẫn đàn đi buôn, và Nga sợ rằng khi mà Nga chia sẻ cái video này đó rồi nhiều người ra làm cạnh tranh với Nga. Nga không sợ điều đó. Nga nói với các bạn ngay từ đầu video rồi là Nga có sự tự tin riêng của Nga, và Nga thật sự mà nói là cái nghề này là nằm lòng đối với Nga rồi. Và cái sự khác biệt ở đây đó các bạn biết không, đó là cái sự tỉ mỉ trong công việc, không phải là ai cũng có thể làm được. Có thể yes, người ta có thể thử bạn một lần, nhưng vấn đề là bạn có giữ được khách hàng đó hay không là tùy thuộc vào cái chất lượng của bạn. Tại thật sự trong bất kỳ công việc nào cũng vậy, nó nói mình phải đặt cái tâm mình vào. Giả sử như các bạn người biết, các bạn làm ẩu, làm dơ một tí xíu đi nữa, người ta sẽ không hài lòng. Các bạn nên nhớ, chi tiết tạo nên sự khác biệt. Những cái nhỏ nhặt mới tạo nên sự khác biệt, còn những cái tổng thể nhìn ai cũng thấy hết. Chẳng hạn như cái sự khác biệt của Nga là một trong những sự khác biệt đó là thế nào? Nga lau nhà đó, Nga lau bằng tay, Nga không dùng cái cây lau nhà. Thì có một lần khách hàng hỏi Nga, Tina tại sao mày không dùng cái cây lau nhà cho nó nhanh? Nga mới nói với khách này nè, không phải là tôi câu giờ, tôi muốn lấy thêm nhiều giờ của ông, mà vấn đề ở chỗ các bạn biết không? Đối với những cái sàn nhà mới, cũ thì cũng vậy, đặc biệt sàn nhà mới, nhằm khi sơn á, họ sơn, họ làm gớt xuống cái sàn nhà, hoặc là họ bị dính keo cái gì đó. Thì nếu như các bạn tưởng tượng các bạn cầm cái cây lau nhà, giống như là các bạn lau nó sạch bụi thôi, còn những cái vết sơn đó hay là những cái vết keo đó, những cái vết silicon đó, các bạn không thấy để mà remove nó ra. Còn đối với Nga, tại sao? Khi mà các bạn lau bằng tay, các bạn sẽ nhìn thấy ok, ngay chỗ này có những cái vết bẩn cứng đầu, thì Nga sẽ dùng những cái con dao, Nga khử nó ra để mà sạch sàn nhà. Sau khi Nga giải thích với khách hàng như vậy là khách hàng rất là thích và họ rất là hài lòng về vấn đề đó. Tại vì thật sự mà nói, khách hàng dù họ là ai, là chủ nhà đang ở một căn nhà bình thường hay là họ những cái nhà thầu xây dựng là builder, họ không có thấy căn nhà họ dơ đâu. Giống như người ta nói á, bác sĩ nhìn đâu cũng thấy vi trùng. Còn cái công việc của Nga là nghề dọn dẹp đó, Nga nhìn đâu cũng thấy bụi hết đó. Nhằm khi Nga lau những cái căn nhà, chẳng hạn như người ta bán nhà, người ta kêu Nga tới dọn dẹp sạch để mà giao nhà cho cái người mua đó, họ cái đó nhà này lau chừng 2-3 tiếng là never ever đâu. Tại vì họ không có nhìn thấy cái sự dơ đó, chẳng hạn trên cái nóc tủ lạnh nè, bụi bám đầy, họ đâu có thấy đâu. Hoặc là ở trên những cái trim của cái cửa sổ nó đầy bụi bặm, họ cũng đâu thấy khi họ lau, mà chỉ lau trên cái bề mặt thôi. Chính vì thế là Nga sẽ, vì trong video này Nga sẽ giải thích cho các bạn thấy là nếu như các bạn là những người muốn kiếm tiền cho công việc này thì các bạn biết cách nên làm gì. Còn nếu như các bạn là chủ nhà, hiện giờ các bạn là chủ nhà, vô tình bắt các bạn xem cái video này của Nga, các bạn cũng phải thông cảm cho cái công việc clean up của mọi người. Có những người Nga đồng ý, có những người người ta làm việc câu giờ, có những người người ta làm việc không có câu giờ, mà bởi vì cái nhà mình dơ quá mà bản thân mình không biết. Chính vì thế Nga nói tất cả từ cái tâm mình. Quan điểm của Nga, cái gì mình làm từ cái tâm thì cái điều tốt đẹp nó sẽ đến với mình. Thành ra Nga không sợ sự cạnh tranh. Các bạn, Nga nói là trong người bán bạn người mua, thậm chí ngoài Nga còn rất là nhiều công ty clean up khác, nhưng mà bản thân cái công ty clean up của Nga vẫn phát triển điều, thậm chí có những lúc mà Nga làm không kịp luôn. Thành ra Nga không sợ thật sự. Thậm chí các bạn ở thành phố Nanaimo, ở thành phố Nga đang ở mà các bạn muốn ra làm riêng, các bạn cần thông tin gì Nga sẵn sàng chia sẻ hết. Nga không ngại, Nga không sợ điều đó. Nga chỉ mong rằng các bạn có một cái cuộc sống tốt hơn. Nga chỉ mong rằng cái sự chia sẻ của Nga đem đến cái giúp ích được cho các bạn, thì cái chia sẻ của Nga mới có hữu ích đó. Chứ còn mà chia sẻ giấu giếm Nga không làm điều đó. Nếu ai đã theo dõi kênh YouTube của Nga ngay từ vlog số 1 cho đến bây giờ thì các bạn biết là cái cách chia sẻ của Nga như thế nào. Rồi bây giờ Nga sẽ hướng dẫn cho các bạn những công cụ, dụng cụ nào cần thiết để clean up. Và sau đó Nga sẽ hướng dẫn cho các bạn cách clean up như thế nào. Thì Nga sẽ demo cái thứ nhất là cái phòng ăn, phòng khách, bếp, phòng ngủ, nhà tắm, những cái hallway chung như vậy thôi. Tại vì một căn nhà thường 2-3 tầng, không thể nào Nga chiếm hết cho bạn 2-3 tầng. Tại vì cái clean up cũng giống nhau hết ha. Mình chỉ ngắn gọn coi như là ngắn mà đủ. đầy đủ ha, xúc tích mà đầy đủ chứ không cần phải dài lê thê mất thời gian lắm, miễn sao mà đầy đủ cho các bạn để làm một căn nhà. Rồi bây giờ cùng Nga xem những cái công cụ dụng cụ lấy đất như thế nào nhé. Trước khi Nga chia sẻ với các bạn về các công cụ dụng cụ cần thiết để mà mình làm cái công việc dọn dẹp nhà đó, Nga muốn chia ra đối tượng khách hàng giống như là công ty của Nga. Nga chia ra 3 nhóm đối tượng khách hàng. Nhóm đối tượng khách hàng thứ nhất có nghĩa là những cái căn nhà mới, có nghĩa là họ build xong rồi có thể là họ bán coi như căn nhà mới hoàn toàn. Nhóm đối tượng khách hàng thứ hai của Nga đó là những cái căn nhà họ gọi là rental house, có nghĩa là họ cho thuê chừng 1 tháng 2 tháng thôi, hoặc là Airbnb có thể là họ thuê 1 ngày 2 ngày hoặc là 1 tuần 2 tuần gì đó. Và nhóm đối tượng khách hàng thứ ba đó là những cái căn nhà mà người ta đang ở, hoặc là người ta bán nhà rồi người ta dọn, người ta kêu mình tới clean up để giao nhà cho người mua, hoặc là họ thuê nhà sau trước khi họ trả nhà cho chủ nhà đó họ cần phải clean up nhà thì họ thuê mình tới làm. Ok, thì mỗi một nhóm đối tượng khách hàng như vậy đó có những cái ưu và cái khuyết điểm trong công việc. Thứ nhất là đối với những cái căn nhà mới thì những căn nhà mới á, nó có ưu điểm á, có nghĩa là căn nhà trống không có đồ đạc gì hết á, thành ra mình dọn dẹp nó dễ, mình không phải dời đồ chỗ này dời đồ chỗ kia. Nhưng mà cái khuyết điểm đó là rất là bụi rất là nhiều, thậm chí nhiều khi các bạn, nhất là những cái counter như thế này nè, các bạn lau xong rồi á, các bạn lấy cái tay bạn quẹt lên cái counter lại vẫn cảm thấy là có bụi. Những cái căn nhà mới là như thế. Rồi những cái căn nhà thứ hai là rental house hay là Airbnb, đối với những cái dạng liên ấp này á là bạn phải làm luôn công việc, có nghĩa là bạn giặt ga gối niệm được giường cho người ta, ga gối cho người ta, rồi các bạn phải biết cách trải giường lại. Thì đối với Nga, cái nhóm đối tượng khách hàng thứ hai của Nga là không có gì làm khó Nga được, bởi vì Nga đã có nhiều năm kinh nghiệm làm cái khu nghỉ dưỡng, khu resort rồi. Thì khu resort của Nga là coi như một cái căn nhà thu nhỏ, cũng có bếp, cũng có phòng khách, cũng có phòng ăn, vẫn có phòng ngủ, vẫn có phòng tắm đầy đủ hết. Còn chuyện mà Nga mà gọi là làm giường á, làm giường có nghĩa theo một cái tiêu chuẩn của một khách sạn, một khu nghỉ dưỡng, đối với Nga là không thành vấn đề. Đó là cái công việc mà các bạn cần phải biết thêm khi mà các bạn link up cho những cái người làm Airbnb hay rental house, thì các bạn phải biết trải giường như thế nào cho đẹp, chứ không phải là kiểu như ở nhà mình ha. Và mình phải biết sắp xếp công việc, mới vô là mình phải đem những cái những cái tấm ga, những cái gối dơ đó đem đi giặt trước, để khi mà mình vừa clean up xong là những cái tấm ga đó nó đã khô rồi mình đem ra mình sử dụng lại. Và cũng là cái khuyết điểm của những cái rental house hoặc là Airbnb đó là bởi vì trong nhà gần như họ có những cái thường là họ có, đối với Airbnb á, thường ít nhất họ cũng có chẳng hạn như cái bình nấu nước, một số cái vật dụng, có nghĩa là khi mà các bạn dọn dẹp á, các bạn phải dời cái đó qua một bên để các bạn lau xong rồi bạn dời lại. Còn nhóm khách hàng thứ ba đó là những căn nhà người ta đang ở, giống như Nga nói đó, họ cứ thuê mình cứ mỗi 1 tuần 2 tuần hay là 1 tháng gì đó mình tới dọn dẹp 4-5 tiếng đồng hồ, hay là không giới hạn thời gian, miễn sao sạch thì thôi. Thì cái nhóm đối tượng khách hàng này là mình hơi cực một tí xíu. Hoặc là những cái căn nhà mà họ bán nhà, họ kêu mình tới dọn dẹp để họ giao cho người mua đó, hoặc là những căn nhà họ thuê rồi họ thuê mình tới dọn dẹp, họ trả nhà trước khi họ giao nhà lại cho cái chủ nhà đó, họ thuê mình tới dọn dẹp. Thì cái ưu điểm của những căn nhà, thật ra ưu điểm thì cũng giống như những cái trước thôi, nhưng mà cái khuyết điểm của những căn nhà này là sao, là đồ đạc họ nhiều. Nhằm khi nhất là những cái căn nhà mà họ đang ở, mình tới dọn dẹp hàng tuần đó, đồ nhiều lắm. Mình giống như tỉ như cái nhà tắm, họ để bàn chải đánh răng, kem đánh răng, vật dụng đủ thứ hết, mình tốn rất là nhiều thời gian để mà dời qua chỗ này, dọn dẹp xong dời lại chỗ khác, vậy đó rất là tốn thời gian. Và đặc biệt là những căn nhà đó là những cái bếp người ta đang dùng á. Thật sự những cái nhà Tây thì đỡ nha, những cái nhà châu Á các bạn biết á, nấu nướng dầu mỡ nhiều, lên đắp hơi bị phê á. Rồi giống như là những cái căn nhà như Nga nói là họ trả nhà cho chủ nhà đó, thì mình cũng phê nhất á, là cái bếp. Còn cái thực tế là họ dọn ra hết rồi, căn nhà vẫn còn trống đó. Thì mỗi một nhóm đối tượng khách hàng như vậy vẫn có cái ưu và các khuyết điểm, nói để cho các bạn biết sơ. Nếu mà các bạn đã từng làm qua những công việc này rồi thì các bạn có thể hình dung được, còn không thì các bạn có tưởng tượng ra là mình vô Airbnb mình ở như thế nào, hay là lúc mình thuê nhà thì như thế nào, mình dọn nhà ra làm sao. Đó thì Nga nghĩ là một số cái thông tin thêm để cho các bạn biết đối với những căn nhà này thì mình nghĩ là mình sẽ làm cái gì, ưu điểm như thế nào, khuyết điểm như thế nào, ra làm sao. Rồi bây giờ các Nga tiếp tục với các bạn về chia sẻ về những cái công cụ dụng cụ trong cái việc dọn dẹp nhà nhé. Đối với Nga, cái công việc này á, cái máy hút bụi á, cực kỳ quan trọng. Tại vì nếu như cái máy hút bụi của bạn mạnh thì các bạn hút bụi nó sạch, và khi như vậy bạn lao rất là khỏe. Thì cái đầu tiên là gì đó phải có, đó là cái máy hút bụi đó. Và cái máy hút bụi Nga nói nha, càng tốt, càng mạnh càng tốt, đừng có mua máy dởm nha. Cái thứ nhất là máy hút bụi, cái thứ hai là găng tay ha, để mà đeo nhằm khi các bạn bị dị ứng hoặc là các bạn lên nắp cả ngày mình tiếp xúc với nước bắt tay mình bị nóng. Cái thứ ba là cái xô đựng nước, cách pha như thế nào thì chút xíu ta sẽ nói. Còn cái trong cái máy hút bụi đó nha, sẽ có hai cái đầu, một cái đầu này đó là để mà Nga giống như lao như cái sàn lớn, còn những cái đầu nhỏ này nè để mình hút bụi trong những cái góc cạnh, những cái nhà cái corner của cái căn nhà hoặc là những cái hộp tủ ha. Rồi các bạn biết tại sao Nga có cái ga này không? Tại vì á, trong một số cái nhà tắm của khách á, người ta không có cái giống như cái vòi mà mình kéo ra được, họ chỉ có cái shower thôi, có nghĩa là nước nó cứ vội từ trên xuống, và đôi khi mình cần nước để mình tạt xung quanh những cái bathtub. Thì Nga sẽ hướng dẫn ra, chính vì thế cần phải có một cái ga. Rồi tiếp theo nữa đó là cái gì? Miếng cước thì chắc chắn là phải có rồi, đúng không các bạn ha? Và tiếp theo nữa đó là cái tay soi rồi. Cái này đó giống như là nước lau sàn của mình, nước thơm vậy đó, nhưng mà có chất tẩy rửa trong đó nữa ha. Thì cái này nó có rất là nhiều mà mùi, cái nghĩa mùi thông, mùi lavender hay là mùi gì đó tùy các bạn chọn ha. Rồi tiếp theo đó là đo giống như cái nước rửa chén thông thường của mình thôi, còn pha chế như thế nào chút xíu tôi hướng dẫn sau nha. Và tiếp theo nữa đó là cái chai này, thật ra là đã định giấm trắng của mình á, giấm trắng bình thường á. Để làm gì? Giấm trắng này đó là để mà mình lau kiếm, hoặc là mình lau những cái stainless steel chẳng hạn, như là cái bếp hoặc là cái microwave hoặc là cái tủ lạnh. Khi mà đối với Nga đó, khi mà Nga lau sạch rồi đó, bằng nước rồi đó, Nga xịt cái giấm lên, Nga dùng cái khăn sạch đó Nga lau thì nó sẽ sạch lắm, chứ Nga không cần phải dùng cái nước lau kiếm hay gì hết đó. Tiếp theo nữa đó là cái comet. Cái này đối với Nga cực kỳ quan trọng và Nga rất là thích, là tại sao? Đối với những vết bẩn cứng đầu đó, đặc biệt khi mà các bạn clean up nhà cũ á, thì trên tường sẽ có những cái vết vàng ố này kia nọ đó, các bạn chỉ cần nhúng khăn nồi dẻ của mình đó bằng nước ấm, sau đó các bạn cho comet lên và các bạn lau lên đó, nó ra rất là dễ. Hoặc là comet này để làm gì? Đặc biệt là những cái countertop tốt bằng đá quartz này nè ha, thì khi mà mình lau sạch bằng nước rồi đó, mình cho cái comet này lên, mình dùng cái miếng cước xanh đó mình chà, rồi mình lau lại bằng nước sạch đó, thì nó rất là đi sạch, nó ra những khi mà người ta làm cái countertop, các bạn biết rằng khi mấy ảnh vẽ viết chì này lên nọ đó, các bạn lau đi hết, hoặc là những cái vết bẩn gì lau hết. Hoặc là đặc biệt là các bạn khi đắp nhà cũ á, những cái bếp này kia nọ người ta dầu mỡ đó, các bạn dùng cái này rất là dễ đi nhá, comet nha, rất là thích. Tiếp theo nữa đó là gì? Đây là công cụ dụng cụ của Nga. Nga có cái con dao này ha, Nga mở ra. Con dao này giống như hồi nãy Nga nói á, ở cái sàn á ha, ở cái sàn mà khi mà có những cái vết bẩn cứng đầu đó là Nga dùng Nga sủi để cho những cái vết bẩn cứng đầu đó ra, để Nga cho căn nhà người ta sạch một cách 100%. Rồi bên cạnh đó Nga có những cái con vít như thế này, đầu lớn đầu nhỏ thì là tùy, là tại sao? Cái này để cho các bạn lau những cái khe của cái cửa sổ hoặc là những cái cửa chính đó. Đó là những cái công cụ dụng cụ cần thiết. Dĩ nhiên không thể thiếu được cái giỏ đồ vẽ của Nga đó, cái giỏ này đó là đựng những cái đồ vẽ lau của Nga. Và đối với Nga đó, Nga cần cái bộ ni bát này để Nga đeo vô cái đùi gối của Nga, để nhằm khi Nga quỳ Nga lao hay gì đó. Nói chung là công việc này gọi là lăn lê bò lết, chà lót rồi rất là nhiều, thành ra Nga đeo vô cái đồ gối của Nga cho nó đừng có bị đau đồ gối hay chai đồ gối đó. Đó là tất cả những công cụ dụng cụ cần thiết. Thường thì các bạn sẽ clean up như thế nào? Dĩ nhiên cái xô này là mình sẽ rửa sạch bên trong, Nga pha nước ấm, dĩ nhiên là Nga pha chừng 1/3 nước ấm thôi. Sau đó Nga cho chừng 2 giọt đon vô thôi, đừng cho nhiều nha các bạn. Các bạn cho nhiều vô nó thành bọt, giống như các bạn rửa chén một khi các bạn lau chùi nó càng dơ hơn nữa. Chỉ 2 giọt thôi, 1 tới 2 giọt thôi. Sau đó các bạn cho một ít cái bay sôi này vô, đó là chúng ta đã có một cái thùng clean up rồi. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ nhúng đồ dẻ chúng ta lau. Và bây giờ lau như thế nào hãy tiếp tục với Nga nhé. Ok, Nga quay video này chỉ có một mình Nga thôi, không có ai phụ Nga quay hết. Thành ra là các bạn chịu khó tí xíu coi cái thâu này nha. Thì đối với Nga đó, công việc đầu tiên Nga vô đó, thường á là Nga sẽ hút bụi. Tại sao? Khi như Nga nói là cái máy hút bụi cực kỳ quan trọng và cái khâu hút bụi quan trọng không kém. Các bạn hút bụi càng kỹ, các bạn clean up càng nhanh và càng phải sạch. Thì hút bụi là hút bụi, tại sao phải hút bụi? Hút bụi như thế nào các bạn xí thường? Tại như Nga nói từ đầu ha, căn nhà này Nga đã clean up rồi, thành ra là bây giờ các bạn sẽ không nhìn thấy bụi nhiều. Các bạn khi mà Nga hút bụi là Nga hút bụi những gì? Cái thứ nhất là các bạn thấy những cái này gọi là cái baseboard không? Đây các bạn thấy như bụi như thế này không? Thì Nga sẽ hút bụi trước. Tại sao Nga hút bụi trước? Nếu như các bạn không hút bụi mà các bạn lấy cái nồi dẻ mà mình đã pha cái xô nước hồi nãy hướng dẫn, các bạn lao lên đây thì các bạn phải lan tỏa những cái vết bẩn ở đây không? Nhìn nó không có sạch và nhìn nó rất là dơ. Mà muốn sạch thì các bạn phải clean up 2-3 lần, mất thời gian lắm. Thì các bạn đừng nói ủa khách hàng trả tiền giờ mà sợ gì, đừng có cái quan điểm đó. Mình làm sao nhanh nhất và sạch nhất cho khách, chứ đừng có câu giờ nha các bạn. Nha không thích điều đó ha. Thì mình hút bụi nè, các bạn thấy không, hút bụi những cái baseboard này. Và sau đó đặc biệt là những cái cabinet là như thế nào các bạn ha. Đây là cái này Nga nói Nga clean up rồi. Còn đối với những cái nhà mà mới Nga chưa clean up lần nào, các bạn biết trong đây nè, gọi là đầy mọt cưa hết. Khi mà các bạn hút bụi như vậy đó thì các bạn clean up rất là nhanh. Còn các bạn tưởng tượng các bạn không hút bụi đó, các bạn lấy đồ dẻ vô bắt đầu nó rớt bụi bặm ra tùm lum, mất rất là nhiều thời gian. Và tại sao Nga nói hồi nãy Nga có cái máy hút bụi có cái đầu nhỏ là để gì? Để Nga đưa vô những cái corner như vậy nè, Nga hút bụi ra rất là sạch. Thậm chí khi các bạn hút bụi, các bạn cũng phải hút bụi trên đây nè, cái thành này nè, đó các bạn cũng hút bụi luôn nhá. Thì đó, và khi hút bụi các bạn nhớ ở ngoài đây cũng vậy, những cái thành này nè các bạn phải hút bụi luôn nè, tót tần tật hút bụi. Và đặc biệt là như Nga nói đối với những cái tủ như thế này đó, những cái điều mà cái này là Nga chia sẻ cho các bạn coi như là tận đáy lòng luôn đó, để cho các bạn biết tất cả nên làm gì để không có một cái sơ sót. Những chỗ này là thật ra bình thường á, khi mà ta giao nhà mới chưa lên đắp á, rất là bụi rất là dơ, các bạn cũng phải hút luôn. Thậm chí ở đây là ở dưới cái sink nè ha, thì những cái chỗ bên trong như thế này các bạn cũng phải hút bụi nè, đó hút bụi nè. Thậm chí ở trong đây nè, các bạn nhìn như vậy á, bạn không thấy nhưng mà trong đó cũng là bụi, các bạn cũng phải hút bụi luôn. Đó là những cái khâu mà các bạn cần phải hút bụi đó. Rồi bây giờ tới cửa sổ. Ok, baseboard rồi, những cái cabinet rồi đúng không? Rồi bây giờ tới những cái cửa chính hoặc cửa sổ. Giờ Nga nói cửa chính đi, là những cái này nè các bạn biết không, thường là những cái cửa chính như vậy đó nó rất là dơ, là tại vì á, từ lúc bắt đầu xây nhà tới lúc xong nhà ít nhất là 6 tháng. Và các bạn biết cửa chính là cái cửa thường được lắp ráp đầu tiên để cho trộm đừng vô. Thì các bạn lâu ngày á, nhằm khi nó bị sét nè, rồi nhằm khi những chất bẩn dơ nó cứng đầu, nó dính cục lại đó, thì các bạn cái nào hút được bụi thì các bạn cứ hút bụi đó nha. Những cái trap như thế này nè đó, các bạn hút bụi hết cho Nga. Cửa này cũng vậy, các bạn mở ra các bạn hút bụi. Ngay cả bên ngoài luôn, các bạn thấy những cái rãnh nhỏ nhỏ không, các bạn vẫn phải hút bụi. Còn cửa sổ thì như thế nào? Cửa sổ các bạn nên nhớ, đây Nga chiếu cho bạn cái cửa sổ nha. Thì các bạn phải bắt cái thang lên, hút bụi hết trên đây. Những cái khe này, bên trong này các bạn hút bụi hết. Còn chẳng hạn như cái cửa này các bạn kéo lên, thấy không? Các bạn kéo lên các bạn hút bụi hết nè, các bạn thấy dơ chưa? Đó, Nga đã lên nắp một lần mà giờ thấy dơ dễ sợ đó, các bạn hút bụi hết cho Nga. Rồi, những cái lưu ý các bạn còn hút bụi nữa. Ở dưới cái sàn nhà, ở đó là những cái chỗ mà cái có nghĩa là hơi nóng, hơi lạnh gì lên, nếu nhà có cái bông là có hơi lạnh lên ha. Thì các bạn dỡ cái miếng này lên, các bạn hút bụi trước cho Nga rồi một hồi mình lao sao đó. Các bạn thấy Nga rất là chi tiết không? Và những cái tủ này cũng vậy, hút bụi từ ở trên hết, mở cửa ra hút bụi những cái cabinet này hết. Và các bạn biết không, thậm chí những cái này, chỗ này nè, ổ điện này nè, ở trên đây nè, các bạn vẫn phải hút bụi luôn. Để một hồi mình sẽ lao. Rồi, ok, sau khi làm công tác hút bụi tất tần tật hết, thậm chí cho nó ngay chỗ cái hít này nè, ở trên này nè, thấy không, các bạn vẫn phải hút bụi. Đó, các bạn thấy không? Đó, coi như là các bạn hút bụi hết cho Nga rồi, hút bụi hết rồi bắt đầu mình phải clean up, đúng không? Thì cái mình clean up cái gì? Dĩ nhiên là cái xô nước mình đã pha rồi. Bây giờ Nga bắt đầu bằng cái bếp trước ha. Thì các bạn dĩ nhiên là các bạn clean up từ trong ra ngoài. Nga luôn luôn làm á, là từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài. Các bạn clean up hết, thậm chí khi mà cái tủ như thế này, khi mà các bạn clean up các bạn hay quên, các bạn cứ clean up cái surface, cái bề mặt này không à, bề mặt này không à. Nhưng mà nên nhớ các bạn phải clean up 6 bên, 1 2 3 4 5 bên, 5 chỗ hết. Có nghĩa là hai bên hông, các bạn phải clean up. Cái bức tường thẳng bạn clean up, bề mặt này chắc chắn là các bạn phải làm. Những cái bạn hay quên là cái này. Đó. Đó, đây là cái miếng dưới đây bạn hay quên, hoặc là đây là cái tủ, đúng không? Thì các bạn hay quên clean up ở dưới này. Đó, và đây là cái backflash của cái kitchen, các bạn phải clean up luôn. Và thậm chí các bạn hay quên là gì? Các bạn hay quên clean up cái này, phần này. Đó. Và một số bạn lại có những cái quên nữa, là các bạn clean up xong hết, những cái handle này các bạn lại quên. Đó, các bạn thấy không? Đó là những điều Nga lưu ý. Còn đây là cái microwave, đây là cái bếp bằng inox stainless steel, đúng không? Thì nếu như có dơ, có bụi bẩm, có những cái vết ố gì đó thì các bạn cứ dùng giấm xịt vô cho Nga, các bạn clean up. Còn quay lại ha, coi như là về cơ bản là như vậy. Tiếp theo nữa là thấy chỗ nào mình nói chỗ đó. Ok, thường á Nga sẽ làm, Nga trừ lại một cái sink là cái cuối cùng, là tại vì sao mình phải dùng nước tới lui. Cái sink này cuối cùng mình làm sao để cho nó sạch bóng, đó là các bạn dùng cái gì? Các bạn dùng khô mét hồi nãy đó ha, các bạn chế lên đây, rồi các bạn dùng cái đùi, cái miếng cước xanh đó, các bạn chùi rửa, thậm chí các bạn phải chùi rửa nguyên cái vòi này luôn nha, chứ không phải mình chùi rửa cái sink này không đâu. Đó, các bạn thấy rất là bóng mượt không? Đó, rất là bóng luôn. Và các bạn nên nhớ đó, nếu mà các bạn chùi không có bóng á, các bạn nhìn thấy những cái vết ố hết à, nhìn không có đẹp. Và đối với Nga đó, ngày xưa Nga từng làm ở cái resort á, thì mỗi khi mà những cái bồn như thế này mà tụi Nga clean up xong á, tụi Nga không có đậy lại như vậy đâu, mà tụi Nga phải dở lên như vậy nè. Tại cái kiểu này là kiểu khác á, ở nhà mình có cái gì đó, cái lỗ ha, thì Nga để lên dựng lên như vậy nè. Tại sao? Cái nhất là tạo sự khác biệt, cái thứ hai là khi mà nếu như các bạn đậy lại như vậy, lỡ như ai đó quên khóa vòi nước, nước tràn ra hư sàn nhà, thành ra không bao giờ clean up xong, không bao giờ đậy cái nắp lại như thế này nha các bạn phải để hở ra ha. Rồi khi mà các bạn clean up như Nga nói á, là những cái backflash này cũng phải lau, ở phía dưới cái tủ này vẫn phải lau, rồi những cái ổ điện này các bạn vẫn phải lau. Và đặc dĩ nhiên là hồi nãy Nga nói á, ở dưới baseboard là các bạn đã vacuum rồi thì các bạn vẫn phải lau. Dĩ nhiên đối với những cái baseboard, các bạn lau trên bề mặt này và các bạn lau cả bên cái thành này luôn. Đó, cái ổ điện cũng vậy. Còn cửa sổ hay là cửa chính thì tùy theo thỏa thuận với khách hàng. Tại vì thực tế mà nói, cái gì cái chứ mình lau kiến mất thời gian lắm. Tại vì các bạn lau xong á, các bạn vẫn nhìn lại, vẫn còn thấy nó ố ố, vẫn còn thấy nó chưa có sạch bóng. Thành ra Nga hay thỏa thuận với khách hàng đó, tụi Nga lau hết nhưng tụi Nga không lau kiến của cửa kính và cửa sổ. Là tại sao? Thường họ có người clean up bên ngoài, thì cái người clean up cái cửa sổ bên ngoài đó thì họ sẽ làm cái bên trong luôn. Thành ra tụi Nga lau đó là thường tụi Nga lau những cái khung như thế này. Và các bạn nên nhớ nha, lau tận trên top của cái khung đó luôn. Các bạn thấy Nga chiếu không? Ở trên top đó các bạn vẫn phải lau, bụi nó nằm ở trên đó đó. Đặc biệt là những cái nhà của chúng ta đang ở, khi các bạn đi nhóc các bạn không để ý điều đó đâu. Các bạn thử đi, sau khi xem video này của Nga, các bạn thử bắt thang lên, mình clean up mình rồi xong mình xem cái đồ vẽ của mình á, nó sạch hay nó dơ như thế nào. Dĩ nhiên khi mình clean up như Nga nói á, đối với nhà mới á, clean up toàn bộ trừ ra cửa kiến, những cái chỗ cửa kiến á, mình đã thỏa thuận khách hàng mình không lên ốc, và tường là tường mới mình không lên ốc, còn mọi thứ mình lên ốc hết. Chẳng hạn như nguyên khung gỗ này mình lên ốc hết đó, từ trong ra ngoài. Ở trên này cũng phải clean up hết đây ha. Như Nga nói mở cửa ra thì như hồi nãy Nga nói á, cái cây đó để làm cái gì? Cái để Nga lại Nga lấy cái cây đó cho các bạn xem nha, là tại sao mà Nga dùng cái cây đó. Ok. Cái này là nó tương đối sạch rồi nha các bạn. Còn không á, bụi bặm nó dính vô trong đây nè. Thành ra đó, khi mà các bạn dùng cái đồ vẽ như thế này, các bạn lao vô thì chẳng khác nào các bạn đẩy cái bụi đi vô trong. Nga không chấp nhận điều đó, rất là ẩu. Thành ra cách Nga làm như thế nào? Đồ vẽ dơ, đồ vẽ sạch đúng không? Nhúng nước rồi đúng không? Nga dùng cái đồ vẽ này, Nga dùng cái cây này, Nga đẩy vô trong, Nga lao những cái bụi ra. Thành ra những căn nhà Nga clean up xong á, nhìn nó rất là sạch sẽ. Không có chuyện mà Nga đẩy bụi vô góc tẹt để người ta không thấy, không có cái điều đó. Đó ha, thì đó, cửa sổ, cửa chính điểm vậy, mình lên ốc hết. Trong ngoài, bên cạnh này, ở bên mép này là cách hay quên nè. Các bạn hay quên mấy cái mép này nè, Nga chỉ lưu ý những cái các bạn hay quên. Đó, những cái này, đó. Thấy không? Đó, là về cơ bản là cách lên ốc như thế. Và đặc biệt, nếu như một mình các bạn lên ốc thì dễ. Khi mà các bạn lên ốc nguyên một cái team 3-4 người á, thì tại sao? Thì mọi người hay quên đó là những cái hallway, những cái khu vực chung như thế này nè, chẳng hạn như living room ở đây nè, mọi người hay quên lên ấp. Chính vì thế Nga luôn luôn là người làm cái file no check, có nghĩa là khi mà các bạn lên ấp hết rồi, Nga phải tới Nga kiểm tra lại cái nào chưa sạch sẽ, Nga phải clean up lại để cho trước khi Nga giao nhà cho khách của Nga. Đó là những cái khu vực này nè, các bạn phải nhớ clean up hết nha. Và đặc biệt cái island các bạn hay quên, giống như Nga nói, cái island này bề mặt chắc chắn là những cái gì dễ thấy thì các bạn không quên, đúng không? Cái cabinet không quên, nhưng mà cái bên hông, cái này nè, các bạn hay quên. Cái mặt trước này cũng vậy, cái mặt trước này nè là các bạn hay quên đó. Và cái mặt bên hông này cũng vậy, là các bạn hay quên. Hoặc là khi mà các bạn lao tới bếp này cũng vậy, thì cái mặt bên ngoài nè, mặt này nè ha, chứ cái mặt ở trên này nè là các bạn hay quên. Thành ra Nga biết cái khuyết điểm của những bạn làm dọn dẹp như thế nào, Nga biết cái tẩy chỗ nào, Nga tới đó chắc chắn những khu vực đó Nga buộc lòng Nga phải kiểm tra. Đó, dĩ nhiên sau đó là tủ lạnh, bếp, tủ lạnh bên trong chắc chắn là gần như là chắc chắn không có lao rồi. Đó, tại vì tủ mới mà, bếp cũng vậy, chỉ có bụi bặm sơ thôi. Rồi tiếp theo ha, thì bây giờ Nga sẽ vô phòng ngủ cũng vậy thôi à. Phòng ngủ cách lên ốc thì cũng giống nhau. Ok, đây là cái phòng ngủ cũng vậy. Thì các bạn cũng, hồi nãy bạn có cưng mấy cái baseboard rồi, các bạn làm mấy cái baseboard, cửa sổ này cũng vậy, mở qua một bên lên ốc hết. Và dĩ nhiên trong cái phòng ngủ, rồi phòng ngủ nào cũng có closet hết, thì mình phải lên ốc hết, cửa đều lên ốc hết. Nói tóm lại, nhà mới là các bạn lên ốc, cái gì cũng liên ốc hết, trừ cái tường là không liên ốc thôi. Tại cái tường mới của người ta các bạn quẹt cho các bạn làm còn dơ hơn. Đó, những cái closet này cũng vậy, khi liên ốc nhìn bạn á, cứ rồi quẹt 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 rồi xong đành không phải. Còn bề này sao không lao, bề trên này sao không lao, bên hông này sao không lao. Đó, và thậm chí những cái baseboard các bạn cũng quên nữa là không có được ha. Còn dĩ nhiên những cái cửa này, Nghe nói cái kiến không lao, có nghĩa là kiến của cửa sổ và cửa chính. Còn cái này là cái kiến trong nhà của cái giống như cái closet của mình, là các bạn vẫn phải lao nha. Cái này thuộc trách nhiệm, cái kiến này là bên bộ phận liên ốc mình phải lao. Còn cửa chính thì cũng vậy. Đó, coi như là Nga đã giới thiệu cho các bạn cách clean up, biết như thế nào rồi, phòng ngủ như thế nào rồi. Dĩ nhiên là những cái thang như cái tay vịn cầu thang như cái này nè, các bạn nhớ là như Nga nói này, những cái này là thuộc cái khu vực công cộng đó, các bạn phải nhớ nha. Phân công một người chuyên làm những khu vực công cộng này. Đó, các bạn phải clean up nè. Cái này vẫn phải clean up là đường lên cầu thang nè ha, hoặc là ở bên trên cầu thang nè, các bạn thấy không? Nè, đó. Trên cầu thang đó, miếng này nè, đó là các bạn nhớ là phải lên ốc. Rồi bây giờ Nga phải lên cái phòng tắm trên đây, tại vì phòng tắm trên đây là full bathroom, nó có cái bathtub để mà Nga dễ hướng dẫn các bạn hơn. Còn ở dưới chỉ là washroom thôi, nó không có cái bathtub, thành ra rất là khó hướng dẫn cho các bạn. Ok, bây giờ nhà tắm. Dĩ nhiên nhà tắm là sẽ có cái cửa thì các bạn lên ốc hết. đúng không? Cách clean up Nga chỉ rồi. Thì dĩ nhiên là trước khi Nga clean up là Nga đã hút bụi hết rồi đúng không? Theo bài gọi là lý thuyết thì Nga đã hút bụi bên trong đây hết rồi, hút bụi bên hông rồi. Khi các bạn clean up cái này cũng vậy, cái closet này, cái drawer này cũng vậy. Thì các bạn clean up là các bạn hay quên nè, hay quên cái này, các bạn hay quên bên hông đó, các bạn hay quên bên hông, các bạn hay quên cái này, các bạn chỉ giày thôi không có được. Clean up cái này, bên trong này luôn, bên hông này luôn, mặt này luôn, phía trên này luôn, bên hông này luôn. Đó, các bạn clean up không còn gì. Và các bạn hay quên cái gì? Cái này. Và trong chỉ nhiên nó nói cái công việc này nó rất là tiểu tiết. Ok, những cái chỗ này các bạn vẫn phải clean up. Và những cái này các bạn hay bỏ qua nè. Cái khăn treo rửa tay nè ha, lau tay nè ha, các bạn vẫn phải clean up. Và đặc biệt ở trên cái này, cái bóng đèn, các bạn vẫn phải clean up nha các bạn nha, rất là bụi luôn đó. Và đây là cái tấm gương đúng không, cái miếng kính soi gương đúng không nè, vẫn phải lau. Đặc biệt ở trên cái thớt đó đó, bụi không đó các bạn phải kéo một đường qua coi bụi không. Rồi bây giờ tới cái khao tờ thì vẫn vậy thôi, vẫn như khao tờ Nga nói là các bạn dùng khô mát ha, rồi bạn dùng miếng cước xanh, các bạn clean up nhìn nó rất là sạch. Đặc biệt là những cái sink như thế này hoặc là những cái stainless steel, cái vòi như thế này là vẫn dùng khô mát với lại là miếng cước xanh ha. Rồi, và các bạn lưu ý nữa là khi mình clean up đối với những cái này á, phía dưới này các bạn thấy không, vẫn phải clean up luôn nha các bạn nha. Đó, Nga chỉ các bạn rất là chi tiết, rất là cặn kẽ. Và một điều lưu ý mà các bạn hay quên nữa là mặt bên hông nữa nè. Đó, cái đồ đựng giấy vệ sinh nữa nè. Đó, rồi cái đồ máng khăn nè, cái công tắc gọi là điều chỉnh nhiệt độ trong nhà nè, những cái mà các bạn hay quên. Rồi sau đó mình nói tới cái toilet cũng vậy, mình vẫn clean up một cách bình thường. Tuy nhiên một số bạn nha, không biết vô tình hay cố ý hay không có kinh nghiệm gì đó Nga không biết, đối với Nga đã làm công việc này rồi thì Nga không có ngại. Đây rất là dơ là các bạn thấy không, đó là cái toilet mới á, mới thật ra mấy ông mà làm xây dựng ở đây mà ông vẫn có nhu cầu đi vậy giải tỏa thì ông vẫn phải dùng. Thì các bạn biết không, Nga phải đeo bao tay vô, Nga cho khô mát lên trên đây, xong Nga dùng cái miếng cước xanh, dĩ nhiên một miếng cước nó chuyên về cho những cái bồn cầu. Nga phải dùng tay Nga clean up hết, Nga clean up, Nga đưa cái tay vô như thế này nè. Đó, đặc biệt các bạn biết những cái nhà cũ khi mà các bạn đưa vô như thế này, oh my god, nó gớm lắm. Nhưng mà thôi, công việc của mình thì mình chấp nhận, mình nhận tiền người ta nên phải clean up cho nó sạch. Đó, Nga dùng bao tay, miếng cước xanh, khô mát, Nga lao hết, Nga quậy đó, chứ Nga không có dùng cái cây cọ. Các bạn thấy không, cái cọ nhằm khi đặc biệt những cái bồn cầu mới còn có thể, còn những cái bồn cầu cũ á dơ lắm, không có sạch. Đối với Nga, Nga không sợ vấn đề đó, mình đeo bao tay mà. Ok, rồi toilet đã xong. Và phía sau toilet có một cái baseboard, nên nhớ clean up nha các bạn nha, đừng quên nha. Rồi hồi nãy các bạn nhớ là Nga nói Nga có một cái ca để làm cái gì. Ok, trước khi Nga nói về đó thì các bạn thấy phía trên của cái bathtub có cái cửa sổ không, mình phẳng bắt cái thang vô trong cái bathtub để mà clean up cái cửa sổ đó nha các bạn nha. Rồi tại sao cần cái ca, tại vì các bạn thấy giống như cái bathtub này nè, nó có cái shower này thôi, nó không có cái handle để mình, giống như một số nhà họ có cái handle đó, bạn kéo cái handle đó ra cái đầu bạn sệt được. Còn cái này nó cái shower nó chỉ nước nó chỉ ra có một chiều thôi. Thành ra đối với Nga đó, khi mình lên áp cái bathtub này sạch rồi nha các bạn. Còn nếu mà cái bathtub mà dơ á, các bạn thấy nhìn vô mấy cái móc nó rất là nhiều, mấy cái bột chét rất là nhiều. Mà thật ra mấy cái bột chét này á, các bạn biết cách làm nó nhanh lắm. Nga đó, Nga vô bắt đầu Nga xả nước ấm ra, bắt đầu Nga lấy cái ca múc nước đó, Nga tạt hết, nguyên cái bathtub này. Rồi sau đó Nga lấy cái miếng cước xanh, Nga pha dưới, Nga lấy một cái xô khác, Nga pha nhiều cái đon vô, cái nước rửa chén vô, Nga dùng miếng cước xanh, bắt đầu Nga chà, Nga rửa nó rồi xong, Nga xả nước sạch lại, Nga lấy cái ca múc nước ấm, Nga tạt, hoặc là Nga lấy cái xô Nga hứng nước rồi, bắt đầu Nga lấy cái đồ dẻ đó, Nga hứng nước ấm đó, rồi Nga lấy cái đồ dẻ, Nga lao, Nga lấy cái đồ dẻ, Nga lao, lấy đồ dẻ, Nga lao, lấy đồ dẻ, Nga lao, thì rất là sạch. Nhưng mà khi mà các bạn đi nắp cái bathtub này, các bạn này, đối với Nga các bạn hay quên Đó là phía trên này. Phía trên này rất là bụi, rất là nhiều. Cái thứ hai, các bạn phải cẩn thận lưu ý ngăn nắp cái này cho sạch. Và đặc biệt các bạn hay quên nữa là cái bên hông. Hai cái bên hông này các bạn hay quên. Và đặc biệt là cái bề mặt của bathtub chỗ này. Đó, các bạn hay quên đấy, những cái này hay quên nha, để ý nha. Nguyên bề mặt này nhá, nguyên cái này nhá, hay quên nhá, ở trên nhá. Đó, đó, rồi xong thì khi mà các bạn đinh ốc cũng vậy. Nếu mà các bạn đinh ốc mà sạch á thì nhìn nó rất là bóng. Còn không các bạn sẽ thấy những cái quần như thế này nè, đâu có sạch đâu. Nhìn rõ ràng là đối với nha, chưa đạt chuẩn. Đó, các bạn đinh ốc sạch là các bạn phải nhìn thấy nó bóng như thế này. Còn như thế này có nghĩa là các bạn đinh ốc ẩu, chưa có sạch. Đó, và khi đinh ốc xong nên nhớ nhấc cái miếng này lên, nhấc cái này lên để cho như hồi nãy Nga nói, lỡ nước nó bị cái vòi nó có bị gì đó nó lít nước ra thì nước nó vẫn thoát được, chứ mà các bạn cứ đậy cái nắp đó lại nó tràn nước ra ngoài sẽ hư sàn hết. Đó, các bạn thấy không? Rồi ok, bếp Nga hướng dẫn các bạn rồi, phòng khách ở phòng ngủ rồi cửa sổ cửa chính rồi, nhà tắm rồi. Và dĩ nhiên những cái này là những cái khu vực công cộng. Nga nghĩ ở đây chắc là phòng giặt sấy đó. Ở đây là phòng giặt, phòng sấy, máy giặt máy sấy người ta chưa có gắn máy giặt máy sấy vô, thì dĩ nhiên là mình phải mở cửa ra mình viên ốc. Thì các bạn nhớ là những chỗ này, những cái tiểu tiết làm nên sự khác biệt của cái dịch vụ liên ốc của mình. Những cái này các bạn vẫn phải clean up, các bạn vẫn phải vacuum, các bạn lau sạch. Những chỗ này cũng vậy, bụi lắm. Và đặc biệt trong đây nè, trong đây là coi vậy rất là bụi nha. Các bạn phải hút bụi và các bạn lau chùi cho nó sạch. Đó, các bạn thấy không? Bảng điện hay là những cái bảng như thế này mình vẫn phải clean up hết. Dĩ nhiên cái này là mình phải clean up nè. Các bạn thấy cái cabinet này nó có một cái khoảng trống với cái trần nhà không? Các bạn phải clean up ở trên đó luôn đó, bụi ở trong đó không đó. Và thậm chí những cái đèn này các bạn cũng dối lên, các bạn liên ấp luôn đó. Đó, các bạn thấy không? Rất là chi tiết. Đó là những cái khu vực công cộng như Nga nói rồi, mình phải clean up hết. Thì đó là tất cả những gì mà Nga chia sẻ cho các bạn, các bạn phải lưu ý. Còn như Nga nói, những cái căn nhà cũ á, những cái bức tường như thế này các bạn sẽ thấy nó dính này kia nọ, thức ăn hay là gì kia nọ đó. Thì các bạn cứ dùng cái nồi dẻ ấm đó, các bạn cho miếng cô mát vô, rồi các bạn cứ đinh ốc chùi nó ra. Dĩ nhiên là hơi mỏi tay một tí xíu ha, các bạn lưu ý ha. Khi mà các bạn gọi là clean up á, thì nếu như các bạn gặp những cái vết bẩn nào cứng đầu, kiểu như các bạn pha một cái xô nước như Nga hướng dẫn, gồm nước ấm, nước rửa chén đon và Pyrosol giống như nước lau sàn rồi đó, mà các bạn nhúng khăn vô mà các bạn lau không ra đó, thì các bạn cho một ít đon này vô cái khăn ướt đó và các bạn clean up chỗ đó. Chắc chắn là gần như Nga phải nói là 99% ra. Và các bạn nhớ nữa là một cái lưu ý nữa, đó là khi mà Nga dọn dẹp đó, Nga làm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tránh tình trạng là sao, giả sử như mình làm ở dưới trước xong cái mình làm ở trên, cái trên nó rớt bụi xuống ở dưới mình lại lau nữa, không phải. Thành ra cái việc mà sắp xếp trong công việc như thế nào đó nó cũng giúp ích cho bạn là làm cho nó nhanh và nó sạch nữa ha. Và một điều lưu ý về cái sàn, khi mà Nga clean up dọn dẹp xong hết tất tần tật đó, cuối cùng Nga mới hút bụi và lau cái sàn. Đó là cái khâu cuối cùng. Và thậm chí bản thân Nga cũng vậy, khi mà Nga dặn dò các bạn một phụ Nga clean up đó, cái sàn là làm sau cùng. Là tại sao? Khi mà các bạn coi như lau chùi cửa sổ mọi thứ ở trên rồi, nhằm khi Nga kiểm tra lại nó còn rớt bụi, thì nó còn bụi mà Nga lau lại một nữa thì nó rớt bụi xuống sàn. Mà nếu như các bạn đã lau sàn rồi, Nga mới tới Nga kiểm tra thì chẳng khác nào là Nga lại hút bụi cái sàn, lại lau cái sàn nữa. Chính vì thế thường đó là các bạn làm xong phần trên hết, Nga tới Nga kiểm tra ok hết thì lúc đó mới hút bụi cái sàn và lau cái sàn. Tại giống như Nga nói, nhằm khi các bạn quên chỗ này quên chỗ kia, Nga lau là một cái nó rớt bụi xuống sàn nữa. Chính vì thế một số cái lưu ý với các bạn. Và vừa rồi như Nga nói là Nga chỉ cho các bạn link up rất là chi tiết, rất là cặn kẽ. Và Nga chỉ cho các bạn là những chỗ nào mà các bạn thường hay quên, và những cái chỗ đó đó là tạo ra cái sự khác biệt đó. Tại vì các bạn biết một số khách hàng người ta kỹ tính đó, người ta kiểm tra dữ lắm, người ta kiểm tra từng ly từng tí như vậy đó. Thì hy vọng rằng những cái thông tin đó sẽ giúp ích cho các bạn trong các công việc clean up nếu như các bạn muốn khởi nghiệp với cái công việc này nhé. Như vậy là Nga vừa chia sẻ cho các bạn coi như là móc từ ruột gan phèo phổi của Nga ra để chia sẻ cho các bạn cách kiếm tiền như thế nào. Nếu như các bạn thích cái công việc này, các bạn cứ thử, có thể là các bạn làm kiếm thêm. Rồi nếu như các bạn xem đó là một cái nghề kiếm tiền của mình, sinh sống nhờ cái nghề này, thì các bạn có thể là tham khảo thêm nhiều cách kiếm khách hàng như thế nào. Còn một số bạn hay hỏi Nga là phí clean up như thế nào, rất là khó trả lời. Tại sao? Mỗi một cái khu vực thị trường đó là cái giá cả khác nhau, thành ra cái giá của bạn phải cạnh tranh. Các bạn mới thì các bạn phải làm như thế nào, mà nên nhớ một cái điều nha, giảm giá thì dễ mà tăng giá thì khó. Đối với Nga, ngay từ đầu Nga đã thật sự 5 tuổi là Nga đã kiếm tiền rồi, nên Nga biết cách kinh doanh như thế nào. Ngay từ đầu mặc dù là Nga mới nhưng Nga không có xét cái giá của Nga thấp đâu, nó phải vừa phải với thị trường, thậm chí là ngang bằng với thị trường. Và vấn đề ở chỗ là Nga thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của Nga đi. Và gần như những khách hàng nào sử dụng dịch vụ của Nga rồi họ cứ kêu Nga và họ cứ giới thiệu thêm khách hàng cho Nga thôi. Chính vì thế Nga không cho các bạn vàng, nhưng mà Nga dẫn dắt các bạn vô con đường clean up kiếm tiền này. Nga hy vọng rằng video này sẽ giúp ích được cho các bạn. Sẽ vô tình các bạn xem video này, các bạn có một ý tưởng, biết đâu các bạn bắt đầu cái công việc kinh doanh của mình, hoặc là có thể là khơi cho các bạn một cái ý tưởng là kiếm thêm thu nhập để giúp đỡ gia đình hay như thế nào, trang trải cuộc sống của mình như thế nào đó. Thì các bạn nếu có thêm bất kỳ câu hỏi nào đó thì các bạn cứ liên lạc với Nga qua kênh YouTube Ngọc Nga Lê Cuộc Sống Canada. Thực tế là Nga cũng rất là bận, Nga ít vô kênh lắm, trả lời hơi bị chậm. Thành ra các bạn muốn mà liên lạc nhanh với Nga đó, các bạn có thể kết bạn Zalo hay Viber với Nga qua số điện thoại ở Canada là 2507977389. Còn không là các bạn có thể kết bạn Facebook với Nga là Ngọc Nga Lê viết rời nhau và không có dấu ha. Thì đó là hai, một liên lạc qua điện thoại, hai là liên lạc qua kênh Facebook thì sẽ nhanh hơn là kênh YouTube. Nga thật sự là Nga phải tranh thủ lắm đó mới làm cái video này, định bỏ qua rồi nhưng mà nghĩ là nếu như bây giờ mà không làm, thật sự sắp tới là Nga càng bận nữa không làm. Nhưng mà đây là cái tâm nguyện của Nga là muốn chia sẻ những gì mà mình biết, mà mình nghĩ rằng có thể giúp ích được cho cộng đồng thì Nga sẽ chia sẻ. Nga nghĩ cái công việc này á, bạn có thể làm ở khắp nơi, không những ở Canada, ở Mỹ, ở Úc hay ở New Zealand hay là ở bất cứ cái quốc gia nào các bạn cũng có thể bắt đầu công việc được. Có thể là bạn có thể là có những khách hàng của Nga đó, chẳng hạn như nhà ta book cứ 2 tuần tới clean up mấy tiếng đồng hồ vậy đó, là nhà người ta đang ở, đó là những nhà giàu có. Và các bạn biết không, làm công việc clean up này có những cái ưu điểm gì nữa không? Cái thứ nhất là nó mở rộng tầm mắt của chúng ta, là chúng ta có cơ hội tiếp xúc những cái căn nhà sang trọng. Tại vì thực tế mà thường là những người mới qua định cư á, Nga nói ở cái tầm trung đó, người ta sẽ, cái đối tượng của họ tiếp xúc bên đây cứ cắm đầu cắm cổ, làm tháng nào xào hết tháng đó, trả hết đi bọt không còn bao nhiêu tiền. Nhưng mà nếu mà các bạn làm công việc clean up này, các bạn sẽ có cơ hội clean up cho những cái nhà các bạn, nó thật vô nhà các bạn thấy người ta chẳng có gì ngoài có cái điều kiện hết đó. Các bạn biết hả, đồ đạc của người ta khi mà mình clean up mình rất là sợ, mình sợ bể vỡ là mình phải bồi thường đó. Rồi gì nữa, khi mà mình clean up nhiều nhà như vậy mình có một cái nhìn, mình nhà này thiết kế như thế này, nhà kia thiết kế như thế kia, nó rút kinh nghiệm cho mình để mà mình khi mà mình xây căn nhà riêng cho bản thân mình đó, mình nên làm cái này, mình không nên làm cái kia. Và đặc biệt đó, ngày xưa khi Nga làm resort khu nghỉ dưỡng, Nga hay nói với đồng nghiệp á, sau khi làm cái công việc này rồi thấy một điều đó, nó giúp mình rất là nhiều trong cái công việc mua những cái trang trí nội thất trong nhà. Tại thậm chí những cái đèn hay là gì nữa, các bạn mua, lúc mà mua các bạn nhìn rất là đẹp, nhưng khi mà các bạn clean up, nó rất là khó clean up. Thành ra là sau khi làm công việc này rồi, những cái furniture, những cái trang trí nội thất trong nhà Nga mua càng đơn giản càng tốt. Và thậm chí khi Nga mua, Nga nhìn thôi nó có dễ clean up không? Phải dễ clean up thì Nga mới clean up. Đó là những cái lợi ích đem lại cho bạn. Và những cái yếu tố cần thiết để các bạn có thể làm công việc này là gì? Đó là cái tính tỉ mỉ. Và thậm chí Nga nói là Nga không sợ các bạn cạnh tranh là bởi sao? Nga có cái cái điểm mạnh riêng của Nga. Và thậm chí là Nga, đối với Nga khách hàng là thượng đế, nhưng không phải khách hàng lúc nào cũng đúng, nhưng mà Nga rất là chiều khách hàng. Chiều như thế nào? Có những khách hàng, ô Trina ơi, ngày mai tao phải show nhà cho khách rồi, bây giờ mày có thể giúp tao, chỉ cần mày lợi là mày quét bụi bặm những cái bề mặt của khao tờ tớt, mày chỉ cần vacuum hút bụi cái sàn thôi chứ không làm gì đó, nhìn cho tươm tất sạch sẽ để tao có thể show, để cho realtor của tao show nhà cho khách được không? Các bạn biết không, thậm chí Nga đi làm về 8-9 giờ đêm, Nga vẫn phải đi tới làm cho khách tới 1-2 giờ, đó là chuyện bình thường. Là tại vì dĩ nhiên Nga từ chối cũng được, khách không có trách hờn gì Nga hết, nhưng mà Nga cũng cảm thấy ái nái, mình nói giống như là người ta đang khó khăn, mình cảm thấy cái điều đó mình giúp được người ta, mình giúp. Chính vì thế thật sự khách hàng của Nga họ rất là trân trọng Nga trong cái công việc của Nga, họ nhìn cách mình làm không câu giờ, không gì hết, làm sạch sẽ tỉ mỉ cho khách. Thậm chí hồi nãy Nga đang quay cái video này, ổng lời ổng gõ cửa, ông chủ nhà ổng hỏi mày coi YouTube hả? Không, tao không coi YouTube mà tao có kênh YouTube, tao muốn làm cái vlog này để tao chia sẻ với mọi người, đó là làm cách nào để mà kiếm tiền bằng cái nghề này. Ổng nói ô gớt này kia nọ, thì ổng nói ok you go ahead, khi nào mày đăng cái video của mày thì mày dọn dẹp căn nhà này cho tao nhé. Nga ok đó, không gì hết. Thật ra khi mà mình xem khách hàng là bạn bè của mình thì nó trăn khổng, không có gì gọi là nặng nề, không có cảm thấy sợ sệt khi mà mình lên ấp mà khách ở đó. Nga không khe nhầm khi á, mấy ông khách này nhầm khi Nga tới lên ấp, ông cứ tới nói chuyện hoài á, mà nhầm khi là ông vừa nói Nga cũng vừa làm, chứ không phải mình không có buông tay nhau. Nhầm khi đó là một cách người ta thử mình coi là cái con này nó có nhiều chuyện không, nó đứng nói chuyện rồi nó buông tay nó không làm không. Tôi nói chuyện với ông, tôi nói tôi vẫn tiếp chuyện với ông, tôi tiếp, nhưng mà làm thì tôi cũng làm ha. Thì tóm lại là Nga đã thực hiện xong tâm nguyện của Nga rồi, cảm thấy là thật sự là Nga rất là nhẹ nhõm, tại vì đây vẫn là cái Nga cảm, khi mà Nga là hứa là Nga làm cái vlog này Nga vẫn chưa làm, Nga cảm thấy Nga bị nợ cộng đồng của mình á, thành ra hôm nay là Nga đã trả nợ xong rồi, Nga cảm thấy rất là nhẹ nhõm người. Một lần nữa chúc các bạn có một cuộc sống vui vẻ bình an ha, mọi chuyện trong tầm tay của mình, sống vui hay sống buồn tất cả là do cái tâm của mình, do suy nghĩ của mình thôi các bạn nhé. Các bạn nhớ nhấn nút like, share, và đặc biệt là các bạn share để cho nhiều người biết tới video này để người ta có cơ hội kiếm tiền. Và các bạn để mà kịp thời theo dõi những cái vlog mới của Nga đó, thì các bạn nhấn nút subscribe hoặc là nhấn nút đăng ký kênh ha, để mà khi mà Nga có video mới á, các bạn được kịp thời thông báo. Kênh YouTube Ngọc Nga Lê Cuộc Sống Canada đã có vlog mới rồi, chúng ta hãy vào xem nào nhé các bạn nha. Nhớ ủng hộ kênh YouTube của Nga nha. Thật ra là làm YouTube là tâm nguyện là chia sẻ là chính, tiền là 10. Nói đùa thôi chứ dĩ nhiên cái gì cũng vậy. Công việc nào cũng có cái thành quả nó, Nga cũng có nhận tiền từ kênh YouTube, nhưng dĩ nhiên đó là cho vui thôi, chứ không phải là kiếm sống bằng nghề YouTube nha. Một lần nữa, kênh YouTube của Nga là Ngọc Nga Lê Cuộc Sống Canada. Các bạn hãy nhấn like, share hoặc là nhấn nút subscribe, đăng ký kênh hoặc là nhấn chuông nhé. Liên lạc với Nga qua Facebook Ngọc Nga Lê, viết rời nhau không dấu. Số điện thoại của Nga là 250-797-7389. Hẹn gặp lại các bạn ở vlog mới mà không biết khi nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.